tôi rất là vất vả để làm nên cái bánh này cô gái. Quá đẹp rồi, cái đó nó rớt xuống rồi đó. Nó mạo lắm, ngon quá. Cho cảm nhận đi em gái, mặn lạt ngon béo gì không? Nói sao ta, từ từ ăn cái này đã. Chờ xíu. Nói chung là chị làm thì không có để đường nhiều. Ừ. Cả bơ gì cũng không có đường. Không, không ngọt. Không có quá là ngọt. Ăn khá là ngậy, béo. Nấm bông lan sốt. Cái chân trâu cũng rất là ngon nha. Thả tim bạch bạch đi nha quý vị. Đây là em thợ nhiệt tình quánh giá luôn á. Chứ không phải là mua chuột em đó rồi đâu nha. Sẽ lại nghĩ là mình hôm nay sẽ cùng vào bếp. Thì cái cách làm á, cái công thức á, thì có hai phần. Một phần á là cái cốt bánh nha, bánh bông lan. Bánh bông lan của mình ở đây á, mình dùng 5 trứng và cái lượng sữa và đường của mình á, à không xin lỗi, cái lượng dầu sữa của mình á, thì nó tầm khoảng 100ml. Đường thì mình hạn chế dùng đường nhiều nên là mình chỉ dùng có 80g đường và 125g bột bánh ngọt đó nha. Với lại cái cream of tartar để mình làm cho bông cái trứng. Còn cái phần thứ hai của chân trâu thì mình dùng 100g chân trâu, hạt chân trâu mình sẽ đem đi nấu. Rồi á, ở đây là 100g đường, nước đường đen mình cũng đã nấu thẳng nha, mình đã nấu rồi. Mình hay sử dụng nước đường đen nấu như thế này, mình chế biến thì mình hay uống cái loại nước trà sữa ba màu đó. Với lại bánh hay chè gì đó mình cũng hay sử dụng đường đen nên mình nấu thẳng như vậy nó dễ dàng mình chế biến. Rồi sau đó thì dipping cream khoảng 100g. Và cái này là chiếc cái phô mai của mình đó, mà cái dạng nước. Vào bếp cùng mình làm món bánh bông lan trà sữa. Cha chuẩn bị xua bột mai bông bảo anh trà chục nia tiết hơi nó cha cho xăm chân đò lẫn nhung lòng vội phơ nung đại nung cho xăm chân thấy đại video để tha xanh lục ta nơ mà lẻ nó cha hay cò chia bật chọc tay hơi ngày ní cò cho nóng tia bái phơ một hộp nung cho mũi nhung nó cha nung bóng tia kê hơi nung bóng tia men quạp tai khuỵch đại score thao ấy nó cha là việc phơ đôi tham đa đấy nó cha đôi hồ đòn bóng tia pram score so 80 gram của ý anh đi bài phải nhầm cò admin pra score so chưa nhầm còn là tha thử ca score dùng vay cho mũi bồn so nó cha bồn ti so đi bồn lần hay mà sau dương nó men 100 gram mà sau vừa nung hay cream of tartar và xin cho admin cream of tartar này dùng ai pra khẩu chma mà chân đặt hay brand cho mũi tạc cố 100 cha 100 các bạn còn 100 các bạn pe cả đá anh ấy cứ mà khang hơi nó cha anh ấy dùng vừa nung hay anh ấy min score nào cha score nào tao nhung phơi hao ấy nó cha nhung đầm hao ấy với hai anh đi vi cream nhưng thử ca min đánh chis chis lương lương nè một hết tập vì chui sang chiềng hay là dùng dao tập từ cầm đỡ tập dùng đầm anh ấy nè dùng ngao quạp tay cột những bài chỉ một pay này tí ấy một pay sam sập này tí ấy đó cho ăn món. Bây giờ mình sẽ múc một muỗng nước đường đen để vào mấy cái trứng này nha. Mình không có xay máy mà mình chỉ đánh bằng tay thôi. Rồi trong sau đó thì sẽ cho cái này vào trong đây luôn. Mình đánh lên rồi mình cho cái này vào rồi mình mới đây bột vào nha. Để score nào dương nướng nhưng đặt chỗ hủy dương do anh ấy cà lộc lan đó cha cà lộc xanh do anh ấy chặt chỗ xanh nó dương do anh ấy dương khoảng mà sáu đặt chỗ nó như cà lộc tục mình khang xanh á. Rồi các bạn sẽ để cái dầu và sữa này vào dương đặt chỗ đi hết dương khoảng là cà lộc hơi đi ấy admin cà lộc vui đó cha cà lộc ivy sọt hay dương đạm mà sao trồ và xin giờ pe dương cà lộc mà sao cho mỗi bột ngon nướng dương khơi tha cup cake bò bạc cà lộc dương ai thêm chỗ mà pay em eo từ đọc cô chào tiết đánh lòng trứng đỏ bằng tay thì nếu mà các bạn nhận thấy bột của mình còn hơi bị đặc quá thì thêm một lượng sữa ít nữa vào thì thay vì ban nãy mình chia sẻ là 110g 110ml sữa thì mình thêm khoảng 20ml nữa là vừa nha. Như vậy thì trong cái phạm vi này thì chúng ta chỉ dùng 130ml là cái lượng sữa và dầu nha. Mỗi một thứ phần nửa. Bây giờ mình để sang một bên, mình sẽ tiến hành đánh trứng. Đồng đỏ trắng thì mình sẽ dùng với 80g đường và cái cream of tartar. Nếu mà các bạn không có cream of tartar các bạn sử dụng vỏ chanh, cái lắc chanh mình nó nhầm nha. Sử dụng cái lắc chanh một xíu thôi, nó chanh nặng vào. Bây giờ mình để vào đây một xíu muối. Dính đặt bở cho mầm tí cái nó chai dính chập đầm vây và hai chìa buôn pram này tí ấy cứ vi phòng là này. Sau khi mà mình đánh có cái bọt khí to như vậy thì mình để cream of tartar vào nha. Lấy dưng tùm quay mầm tích chân dưng đặt cream of tartar cho xanh á. Hay chập đâm đặt score sốt bật to.
nó dương đặt sò sò nó dương chay mình lấy pì đong nó chay đặt một đong tinh tinh mà sân chay sò sò chay đó thì đặt bảy đong sò tinh đặt pì đong á. Bây giờ mình để đường này hai lần đường thì mình xoay chừng nào mà mình có cảm giác đường nó tan hết thì nó phồng cái lòng trắng của mình lên nha. Khi mình nhấc cái que lên nó hoặc xuống như vậy là được rồi nha các bạn. Khi dừng ạch bánh quay du bếp nó trá dừng quay du bếp đi bay ở đây phong ở đây phong ti bao dương nâng cư bên nâng cư bàn đấy nó và xin chị lược làng máu suy nhon món cư dừng quay về rừng bếp và dừng lược làng máu cư vì bên nâng cư bàn đấy nó dừng quay phong ti nâng thơ mấy bà thay dừng đơn thao vi bàn đó nhưng cả lọc viên chế mắt nhưng cả lọc viên chế cư vì admin hô máu cư vì bàn sầm lại cho nó cha admin hô máu đó. Cái bánh hai tầng nha, bánh hai tầng thì ở dưới này mình có lót lại cái miếng mà nó không có dính đó. Còn ở đây mình cũng lót giấy. Bây giờ múc một phần cái lòng trắng để vào lòng đỏ. Thì song song sau đó thì các bạn máy nướng thì các bạn đã mở trước lọ, mở trước độ 180 độ nha, hai lửa nha, trên dưới nha. Mình đã mở trước cách đây 10 phút rồi. Bà to tên ní, bê thì hai dân chập đâm vây nông phòng kia đó mà xin ăn nông nướng dân thử bạc chừng muốn nó cha dân thử bạc chừng muốn nướng cầm đỡ mỗi ba chạc lương lơ cao nông bê thì hai đọc này tì tục trao với xanh nó cha đầm bay ai vì cả đỡ dân ai liêm liêm dân phơ nông chanh máu dân ăn cho liêm cái này dân thơ phung nóng pì chà thơ phung nóng pì với dân thử đặt cả đàn chơi mình mà dân sủa do nông chanh màu bạc hay là ní dân chập đâm do ní mà tiết tiết ní dân chai chỉ bay đòn lia cho ní là lọc tư là đi mơ tư dân ai cả cho ăn nông bà nữa. Đó còn là tha dương cần lọc ở vía ní dương cần lọc pi đòn á chà ở đây bông so bông ti so nó dương trôi ní cứ pi đòn á là dương cần lọc lắm ở vía cùng cần lọc du pe cái nó chà bị bay phục vụ vía ở ní ti bấy dương còn chà trôi nó vinh nó chà phổ ấy nó vinh thùng lần thứ ba thì mình không cần dùng cái lòng trắng để qua đây nữa nha, mình sẽ để lòng đỏ để vào cái thau lòng trắng là qua đi la nha các bạn. Lúc đầu mình quên, bây giờ thì mình cũng cho vào không sao. Trộn bột bằng cách trộn từ dưới hất lên trên, trộn nhanh tay chứ không có trộn lâu nha. Trộn chừng nào mà cái lòng trắng của mình nó quyện vào cái vàng vàng này hết là được cái lòng đỏ. Nếu mà các bạn trộn xong mà cái trứng của mình mà nó bị sẹp xuống là thất bại nha. Cha lỡ dưng khoảng là tha cà lốc à so nó ngồi bị sập cho mình qua lương nó cứ ba nó nè. Nhưng cà lốc ở chạp đây cũng ở dù anh ấy khơi bao nhiêu mình ấy nó phình phình nhé và xin chạy dương phơi cặp bật nâng cứ vì ở hà linh vì cặp bật tay quay nâng cứ ở sầm lại cho nó chả nhưng quay bồn khó hết á. Chân trâu này nó đã chín rồi thì mình sẽ để vào cái nước đường đen này nha để cho nó không có bị dính nhau rồi không có để trong tủ lạnh nha bạn, mình sẽ để ở ngoài đẩy nó lại khoảng tay quay bao dương cứ cho anh hơi nó cá nhưng do mồi liên mà xa thấy dương đã trôn đi mất nhưng đã trôn nông ní tục nó hàng ra làm bay ở vì cùng chọc cái ni mà xanh nhà vi khắp tích dừng ai liền tích tật tật cả đau để tha tật chân tật cả đau quá trái dừng đã trù tới tích dừng tật tay ngày lên nung với nó cha dừng bạc lớn và hai chìa sai sập nỉ ti cha dừng ăn nung pi nứng pe đập nỉ ti môn nứng dừng bạc mỏi pet hay sam sập nỉ ti cào dừng bạc mỏi hột. Sau khi đã hết thời gian nướng bánh trong 40 phút thì mình sẽ mở cái lò này cho nó hí hí ra nhân gì rồi mình cứ để yên ở trong lò khoảng 5 phút mình đã lấy ra ngoài. Dương bạc lớn p để thay dương chốt và đập ăn nung bò dương cứ o mau hết nó dương đặt nung tu nâng và hai chè pram này ti sinh bằng dương gió chèn máu dương bao quý trầm hoan cho nó cha. Hai cái bánh của mình đã xong, bây giờ mình sẽ để yên ở đây lật ngược nó lại rồi sau đó chờ nó nguội rồi mình sẽ lấy bánh ra dương tục khang cao chắc ở vì thịt chè nung nông và hai chia đập ram đập này tí ấy bạn. Sau khi mà mình làm cái phô mai của mình đó, mình đã có một chút thay đổi, các bạn thông cảm nha. Phô mai nó có vẻ là măng nó có vị chua nên là sợ mọi người ăn không thích hợp nên là mình đã thay đổi, mình chỉ dùng whipping cream với lại sữa tươi với lại sữa đặc mà thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái ô này lên đây, mình cho nó về không nha.
cho nó vậy không, bắt đầu mình mới dùng cái whipping cream này nè. À lỡ dương vô whipping cream đó dùng ớt vô à đại chis à lương lương tiết đấy với à chis lương lương nữa vì vì tài chít chu tích tập bên chẳng nhung ớt à trộn chật đó nó cả nhung nhắm mà nhung mà sợi trộn chật nhung cổ vô vô à whipping cream nước rồi sam chiên à lỡ thay mà đi trộn tiết rồi cô chơi. Cái này thì do mình làm hai ổ bánh, một lỗ ổ bánh lớn và ổ bánh nhỏ là mình dùng cái mỗi một thứ 100g nha. Nếu mà bánh của bạn ít thì bạn dùng ít lại thôi. Rồi sau đó thì mình thêm sữa đặc. Sữa đặc thì mình thêm một xíu vào cho nó có cái mùi vị béo một chút nữa. Thật sự là cái whipping cream của mình là nó đã đủ béo rồi nha bạn. Rồi. Mình cho một xíu vào thôi. Rồi mình quậy đều lên. À lấy viên chắc đáng phải vì nó bao lần tí cái nó chạy tập việc khập tí kia à tập nó viên viên tí cái viên chắc đã lên nông nó viên 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 tí chắc sẵn à lấy nông tí tông bằng nông nó à, bánh mà mình làm thành công đó là mình nướng nó trong cái khuôn nó bao nhiêu thì nó độ chiều cao nó vẫn giữ, nó không có bị sẹp nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành đánh cái whipping cream của mình cho nó đặc một xíu nha. Bây giờ mình đổ cái phần whipping cream sữa của mình nó vào cái bọc này, mình để ngăn mát tủ lạnh, khi nào mình sử dụng bánh thì mình sẽ chế lên trên. Tổng này là cái chân trâu trà sữa của mình nè. Giờ mình sẽ chế lên ở trong cái phạm vi cái bánh thôi. Nước đường đen nó sẽ chảy ra. Đó, chế dần thôi cho nó tự chảy xuống nha. Theo lẽ là tụi mình phải ăn từ hồi sáng thì nó còn lạnh kìa. Bây giờ do sáng giờ có khách nhiều quá, bây giờ mới được cảnh tay. Cái lý do mà cái bột của mình nó không có chảy đẹp là các bạn biết sao không? Do mình không có tủ lạnh nên nó bị tách nước á. Nước nó lỏng lỏng nó chảy xuống dưới hết rồi. Còn cái bơ kem béo nó nằm ở sau cùng nên nó không có được đẹp lắm. Đây là bài học cho các bạn, giống như mình rút kinh nghiệm nha, mình cũng vậy. Đây là lần đầu tiên làm cái chiếc bánh bông lan này thì hy vọng cả nhà sẽ thông cảm cho mình nhiều hơn.